Trong cái Android thì có các cái thành phần cơ bản như sau. Thứ nhất đó là Activity. Thứ hai đó là Service. Thứ ba là Content Provider. Thứ tư là Postcard Receiver. Và thứ năm là Intent. Intent các bạn thấy là sẽ để cái màu đỏ đúng không? Nó là thành phần trung gian. Tức là nó là nơi để các bạn kết hợp chuyển giao giữa các action và data. Ok. Thực chất thì có bốn cái thành phần cơ bản này. Được chưa? Intent là thành phần trung gian, intent này là thành phần là rất là quan trọng, được chưa? Thì ở đây các bạn thấy là trong mấy cái này thì các bạn lưu ý là cái service, cái content provider và broadcast receiver này các bạn sẽ được học kỹ vào Android nâng cao. Nó có một cái môn để nói kỹ và cho các bạn làm các demo với cái này. Còn trong cái phần bài học này thì tôi sẽ giới thiệu thôi chứ không có làm demo về ba cái này, mà ta chỉ làm về activity và intent thôi ha. Activity là gì? Các bạn thấy là cái activity ấy, các bạn, là nó dùng để các bạn thấy là nó sẽ kết hợp với cái một cái file giao diện đúng không? File XML đúng không ạ? Đấy. Tức là cái activity là nó phải có giao diện. Đúng chưa? Phải có giao diện và các bạn tương tác để các bạn làm các cái giao diện của Android. Thì các bạn thấy activity nó là tầng trình diễn của ứng dụng. Đó, giao diện người dùng của ứng dụng được xây dựng dựa trên một hoặc nhiều cái activity. Mỗi activity thì được kế thừa cái lớp activity, nhưng bây giờ nó là lớp app compact activity. Đấy, sau mỗi cái version nó sẽ thay đổi một chút. Đó, activity sử dụng fragment và view. Cái fragment này thì các bạn sẽ được học vào cái môn là Morph 202, tức là giao diện Android. Đó, để các bạn bố trí và hiển thị thông tin và tương tác với người dùng vân vân. Thì activity thì nó sẽ là một cái file Java và một file layout. Các bạn biết rồi đúng không ạ? À, nó phải hai file kết hợp, được chưa? Service. Service là chạy ngầm. À, tức là bản thân cái service này là không có giao diện nha. Bạn nào đang học Android nâng cao các bạn sẽ biết là cái service nó sẽ không có giao diện. Đúng không ạ? Nó sẽ chạy ngầm và nó có những công việc gì cần tới service. Ví dụ như này là trình nghe nhạc. Tức là các bạn nghe nhạc, các bạn bật cái trình nghe nhạc lên, các bạn tắt chương trình đi thì cái nhạc nó vẫn nghe đúng không? Vẫn chạy. Đóng máy gập máy đi cái nhạc nó vẫn chạy đúng không ạ? Các bạn gập máy mà đóng lại thì vẫn nghe được nhạc. Ok, đó là đang chạy service các bạn nhé. Tức là đóng chương trình đi, cái dịch vụ đấy vẫn chạy. Hoặc là có một số cái ví dụ như sau. Ví dụ như email các bạn. Tức là các bạn đóng máy, đóng chương trình đi thì các bạn khi mở máy các bạn thấy là nó sẽ không hề mở cái trình mà nhận mail nhá. Tự động nó sẽ get mail về máy. Đúng không ạ? Thì cái đấy là hiện là nó đang cài một cái service cho các bạn. Hoặc là lâu lâu các bạn thấy là đúng kêu ông tâm sự cái gì ạ? Lâu lâu các bạn sẽ thấy là cái máy điện thoại các bạn nó sẽ bật các cái notification phía trên á. Cái đấy gọi là notification á. Hiểu không ạ? Phía trên đầu cái status bar này nè. Đúng không ạ? Nó bật ra thông báo gì đó, thông báo có message, thông báo có tin tới hoặc là một số cái thông báo của một cái phần mềm hoặc một cái quảng cáo gì đó.
nghĩa là vô tình các bạn cài cái service của người ta, hiểu không ạ? Thì có thông báo đến lập tức là thông báo về mày các bạn, và nó gây phiền nhiễu. Hoặc là các bạn chạy trên cái web, lâu lâu các bạn sẽ thấy là cái web bật ra nó hỏi là có cho phép mà bật cái thông báo không. Các bạn mà cho phép một cái là lâu lâu cái máy các bạn nó cứ nhảy thông báo lên ngoài, tức là các người ta cài cái service lên máy các bạn, hiểu không ạ? Thì service của nó là có hai loại. Một loại là nó chạy nền, nghĩa là không có một cái giao diện gì hết. Một loại hai là có cái vẫn có cái giao diện, như cái trình nghe nhạc á, hiểu không? À, gọi là boundary á, cái trình nghe nhạc nó có luôn. Đó. Loại mà có chạy mà gọi là truyền thống á, tức là cái trình nghe nhạc các bạn ấy. Content provider thì người ta ví là content provider nó như là một cái cơ sở dữ liệu ở trên cái Android vậy đó ha. Đó, nó chứa ví dụ chứa contact list, danh sách người dùng đúng không? Danh sách người dùng các bạn ấy, danh sách mà trong cái phone á, Facebook á, đúng không ạ? Hay là cái bookmark hay là vân vân, rất là nhiều. Thì nó nằm sẵn, có sẵn ở trên cái Android. Thì người ta gọi là content provider. Rồi broadcast receiver là nó là cái trình mà để tức là gọi nhận tín hiệu. Receiver tức là chỉ nhận thôi, nhận tín hiệu. Thì nó sẽ có những cái tín hiệu gì? Thực chất là có hai loại tín hiệu. Một tín hiệu của hệ thống ta gọi là system. Thì tín hiệu của hệ thống ví dụ như thế này các bạn nhé. Cái điện thoại các bạn ấy, các bạn chạy đến khoảng 10% pin thì lập tức các bạn nhận được thông báo là pin các bạn xong hết đúng không? Đấy, pin đang sắp hết. Thì cái việc mà trả về thông báo mà pin sắp hết á, thực là do người ta viết ra một cái chương trình. Viết ra một chương trình người ta nhận được cái tín hiệu của cái pin, cái battery á, đúng không ạ? Khi pin ở cái mức độ nào thì người ta sẽ bật thông báo, hiểu không ạ? Hay là có thông báo điện thoại đến, đúng không? Hay là có message đến, tin nhắn đến, thì cái đấy là của hệ thống nhé các bạn. Mấy cái tín hiệu đấy hay là event, cái sự kiện đấy là của hệ thống. Các bạn nhận tín hiệu và các bạn thực hiện một công việc gì đó. Còn loại thứ hai của các bạn ấy, đó là do các bạn tạo ra. Tín hiệu đấy do các bạn tạo ra. Thì cái này các bạn sẽ được học kỹ vào môn Android nâng cao nha. Cái này được học kỹ vào Android nâng cao. Rồi đến cái phần intent. Cái phần này nè, là chúng ta phải học kỹ ở phần này nè. Intent. Intent thì có hai loại intent, đó là implicit và explicit. Implicit có nghĩa là intent ẩn, intent mà nó không thể không tường minh, ta gọi là implicit. Cô xuống nó tắt một cái nha mà. Rồi. Ông mà ngủ ông để Facebook về là có chừng ấy. Tự nhiên là có một cái nút mới. Rồi. Thì cái loại explicit là do các bạn tạo ra. Đó là tường minh. Là tường minh. Thế. Thì intent để làm gì các bạn? Intent à? Intent nó có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giúp các bạn chuyển từ activity này sang activity khác. Đúng không? Nó nhảy từ activity này sang activity khác thì phải dùng intent. Không dùng intent nó không có đi được. Cái nhiệm vụ thứ hai là nó có thể kết hợp với dữ liệu. Cái cách thì đây này, kết hợp với dữ liệu. Nghĩa là các bạn đi mà không có dữ liệu hoặc là đi thế không ấy, hoặc là đi kết hợp với dữ liệu. Đúng không? Thì có hai loại như vậy. Hai cách các bạn gửi dữ liệu ha. Một cái là các bạn hai nhiệm vụ chứ. Một nhiệm vụ là nó sẽ nhảy từ activity này sang activity khác. Cô lấy một cái ví dụ như sau. Cô khi cô mà đăng nhập á, mình rất là làm cho bài đăng nhập đúng không? Thì cô nhấn đăng nhập, cạch nhấn đăng nhập một cái thì nó sẽ đăng nhập thành công, nó sẽ nhảy sang cái hàng cái trang đăng bên, ví dụ như vậy. Đó. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn, demo cho các bạn cái phần mà intent này, được chưa? Rồi, một số thành phần của intent, ví dụ như category. Thì category là các bạn thấy cái này rồi, nó nằm ở trong cái phần mà manifest ạ. Hiểu ạ? Nằm ở manifest. Tức là cái chỗ
và sơn thì khi được khởi làm như thế nào? Cái này là thảo luận nha. Ra ba nè. Viết class thực hiện một số công việc thì tương tự như Android. Tuy nhiên khi trong cái Java thì nó có phương thức main để khởi chạy đúng không? Các bạn học xong có 31 Java đã rồi. Thì để chạy một cái file ban đầu bây giờ phải có hàm main chạy từ hàm main. Còn ở trong này nó khác một chút là nó không chạy từ hàm main mà nó chạy trong nó khởi các bạn khai báo được activity đúng không? Các bạn set activity này để chạy đầu tiên. Đấy. Context. Lớp context nó cung cấp chức năng về chức năng và dịch vụ hệ thống. Trong activity bản thân activity và service hai cái này là từ nó đã kế thừa context rồi, thế nên hai này là đã là context rồi. Vậy context dùng để làm gì? Nó giống như một cái môi trường, một cái môi trường mà cho phép các bạn hiển thị dữ liệu, ví dụ như là bây giờ tôi có cái activity tôi muốn hiển thị một thông báo, tôi phải chỉ ra thông báo này đang hiển thị tới ở trên thế nào, trên môi trường nào, trên activity nào, hiểu không ạ? Thì ta phải chỉ ra context để cho nó hoạt động. Còn nếu như không có quan cái context nó không có cho phép, đúng không ạ? Còn broadcast receiver thì nó có sẵn cái tham số context. Còn content provider thì nó sẽ phải gọi hàm get context để lấy được context. Tức là khi các bạn làm chương trình là phải có context, đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ demo một chút nha cho các bạn làm. Các bạn ở dưới làm theo nha. Đây các bạn open. Lớp mình là 03 đúng không? 03 này. Đây. Giả sử cô có cái login nhé các bạn. Đăng nhập. Đăng nhập xong cô sẽ sang cái hàm main. Được không? À, bây giờ cô sẽ ở đây, cô sẽ trong cái hàm main tôi sửa lại chút xíu. Hello world đúng không? Sửa lại chút xíu là tôi để là chữ trang chủ đi ha. Text size đi. Đấy, 40sp đi. Bự lắm. Thấy chưa? Ok, bây giờ nè. Cô sẽ ở đây cô run trước đi cho nó tí nữa nó khỏi bị lỗi ha, nó run trang login trước. À nó khỏi chậm chứ. Này cũng lỗi. Ok. Bây giờ cô gõ đăng nhập vào. Đó. Xong cô gõ 123. Xong cô nhấn đăng nhập cái thì nó sẽ phải nhảy sang hàm main đúng không? Ok chưa? Bây giờ các bạn nhìn tôi viết nha. Click chuột nó nhảy sang hàm main. À trang activity main. Thì các bạn nhìn nha, cô click chuột nè. Thì các bạn phải viết trong cái hàm on click. Viết trong hàm set on click listener, viết ngoài không được. Ok. Rồi, dạ các bạn thấy cái này là context này các bạn. Bản thân activity nó lại là context luôn. Bây giờ các bạn nhìn nhé. Cô phải muốn mà nhảy sang một activity khác thì bắt buộc phải có intent. Đúng không ạ? Các bạn nhìn intent. Các bạn gõ xong các bạn nên enter. Khi enter cái thì phía trên này nó sẽ import vào nè, thấy không? Còn nếu các bạn mà gõ bình thường y bằng new intent cái gì đó thì các bạn thấy nó sẽ bị lỗi đó các bạn. Nó màu đỏ này có nghĩa là chưa import. Nhớ nha, chưa import. Thì các bạn nhấn Ctrl cách. Rồi click chuột vào đây. Nó import phía trên này. Hết lỗi nha. Được chưa?
Ok. Rồi làm đi. Mở bài làm đi em. Tên gì nhỉ con? Đạt hả? Ừ làm đi Đạt. Đang làm việc khác thì tắt đi, làm bài đi. Rồi ở đây nó có hai đối số nè. Thứ nhất là tôi phải chỉ ra tôi đang ở cái activity nào. Giờ tôi đang ở là login activity. Chấm đít. Đối số thứ hai là cô chỉ ra. Bắt đầu nói nhiều ý. Nên đỏ trắng kẻ kìa, bao nhiêu chuyện nhiều quá trời quá đất. Có nhiều chuyện tâm sự ý gì. Trời ơi, ông nói tôi đâu buồn cười cho cô nói chuyện đâu cô. Ôi. Rồi đối số thứ hai là tôi phải chỉ ra trật tự mấy đứa ơi. Cô phải chỉ ra xem là nó nhảy tới cái activity nào. Tôi phải nhảy tới hầm main. Main activity.class. Sau đó cô phải dùng câu lệnh là start activity. Và truyền cái intent vào là xong. Được chưa? Đấy hai dòng lệnh này thôi đó. Rồi các bạn làm thử đi ạ. Vậy mình một làm rồi. Bạn nào chưa làm thì làm thử lúc đi vậy. Gracias.
cần cô hỗ trợ chị không được rồi. Ôi dưới đây mát nhờ. Học cái phòng này để cho bốn nó lành cổng luôn. Nếu không bắt phát gì đồ lên. Cha từ nãy giờ quên pause nó lại. Ok, rồi. Cô run này các bạn, cô run nha. Code này nó dễ rồi ha. Đây. Rồi cô nhấn đăng nhập cái. Nó vào trang chủ. Được chưa? Ok, back nó lại như này. Ok. Đăng nhập cái nó vào trang chủ. Hiện tại là cô chưa kiểm tra bất kỳ cái gì hết. Bữa nào là các bạn phải kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, bạn kiểm tra xem có trong cơ sở dữ liệu không thì mình được cho đăng nhập đúng không? Đấy, cái này mới làm giao diện thôi nhá. Rồi. Xong demo này. Bây giờ cô sẽ chuyển qua một demo khác này các bạn. Rồi bây giờ nào, cô sẽ có cái bài toán như này các bạn nhé. Cô sẽ làm một cái bài toán như thế này. Tức là cô tạo activity. Tạo activity. Cái này dùng để cô nhập hai cái. Nhập cái họ tên và điểm. Tạo một cái activity khác. Một activity khác. Khác. Để hiển thị thông tin. Đấy. Thì cái khi cô click chuột vào button submit thì lập tức nó sẽ nhảy vào activity khác để nó hiển thị thông tin các bạn vừa nhập. Nghĩa là các bạn có hai activity đúng không ạ? Thì các bạn sẽ là như thế này. Các bạn sẽ có cái activity 1. Cái này cô đặt là, giả sử cô đặt là sinh viên activity. Đúng không ạ?
Đấy. Xong cô tạo một cái activity thứ hai. Cái này cô đặt là thông tin. À, activity. Đó, thông tin. Thì khi cô click chuột thì nó sẽ nhảy từ activity này sang activity này. Ok. Nhảy từ activity này sang activity này. Chưa? Ok. Và nó kết hợp với dữ liệu các bạn nhá. Đây, nó có cái data ở đây. Nó có dữ liệu, nó lấy thông tin ở bên này là nó truyền sang bên này để hiển thị đúng không? Cho nên nó phải có dữ liệu đúng không ạ? Ok. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá. Cô sẽ tạo một cái bucket. Các bạn nhìn nhá, tạo một cái bucket là cái bucket này giống như là một cái thư mục vậy đó. Để tách riêng các file ra thôi. Cô đặt là buổi 3. À, slide 2 đi. Slide 2. Ok. Đó, bây giờ trong slide 2 này là packet này cô tạo ra new một cái activity. Các bạn nhớ đặt là empathy nha. Đó, cô đặt là sinh viên activity. Enter. Để chờ nó chạy xong đấy nha. Rồi, chạy xong rồi. Có thể lỗi không các bạn? Có thể lỗi không ạ? Lỗi chữ R này các bạn này. À, lỗi chữ R này lý do là vì sao ạ? Lý do là các bạn đang đổi cái packet. Thì bây giờ nó không tìm thấy R. Thì các bạn phải import cái R này vào. Các bạn nhìn thấy import là hiện tại là không có cái R. Nó không tự động import. Cho nên các bạn control cách một cái. Thấy cái packet chưa? Import cái error này vào nó hết lỗi. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ cô tạo giao diện nhá. Cô chuyển anh này thành cái gì ạ? Linear layout. Ok. Linear layout. Linear layout. Cô để orientation. Để vertical. Cái dòng đấy là không thể thiếu nhá. Tiếp, cô để cái gravity, cô để cái center căn giữa. Căn giữa theo chiều dọc thì center horizontal, à vertical hả? Vertical, theo chiều dọc. Đó, bây giờ nắm kéo thả thôi, bây giờ nhìn nha. Để nhập họ tên thì cô phải dùng cái plain text, tức là nó sẽ là edit text đó, hiểu không ạ? Một số bạn ấy, hôm trước là nhầm với text view. À, text view thì không có nhập được, mà phải edit text mình nhập được ha. Các bạn nắm kéo thả vào, nó căn giữa luôn rồi thấy không? Đấy, kéo thả vào. Điểm, kéo thả vào cái button nữa. Ok, được chưa? Rồi bây giờ nè. Cô đặt tên nha. Cái này cô đặt là txt họ tên. À, tôi xóa anh này đi. Tôi để cái này là hint, lời nhắc nha. Nhập họ tên. Ở đây tôi đặt là txt điểm. Tôi xóa cái này đi. Tôi đặt là hint nhập điểm. Rồi button thì tôi để là button submit. À, cô để chữ submit ở đây. Ok. Rồi ok chưa? Đó, được chưa? Nhập họ tên, nhập điểm, submit. Bây giờ cô sẽ thôi, làm đến đây thôi. Ok. Rồi các bạn nhìn nào. Bây giờ cô sẽ làm một công việc như sau. Cái này bữa trước nói rồi, bây giờ lại nhắc lại nữa. Nhắc từ từ cho nhớ ha. Bây giờ cô sẽ phải tương tác với anh này thông qua cái tức là qua cái activity tại file Java. Tôi phải lấy được ba cái đối tượng này. Tức là tôi phải tham chiếu tới đúng không? Bây giờ tôi hỏi lại một cái nhá. Bây giờ tôi muốn tham chiếu ở trong file Java tôi phải làm sao? Bạn nào nhắc cho cô được không? Ai? Nói đi, sai sửa.
tôi phải gọi trong file Java, thì tôi phải gọi tới ba đối tượng này như thế nào, tôi phải tham chiếu như thế nào. Gì Khải? Đúng rồi, tôi gọi tham chiếu. Là dùng cái câu lệnh gì? Câu lệnh gì ta? Tôi nghe lòng thoáng. File view by đi, đúng không? Đấy. Nhưng mà trước tiên là tôi phải khai bỏ biến, đúng không? Rồi các bạn để ý cho cô này. Cái này edit text đúng không ạ? Cái này edit text thì bên này tôi khai bỏ biến cũng phải là edit text nha. Phải cùng kiểu thì nó mới tham chiếu được nhá. Edit text họ tên, edit text điểm. Rồi, còn anh này là button. Thì ở bên này cô cũng phải khai báo cái biến là button butter submit. Rồi, mới khai báo biến thôi. Bây giờ tham chiếu thì ta cần câu lệnh là file view by ID, đúng không? Edit text họ tên sẽ bằng file view by dir.id.txt họ tên. Ok chưa? Nhớ câu lệnh này nhá. Câu lệnh này như kiểu là học thuộc lòng luôn đó các bạn. Nhắm mắt là gõ thôi. Gõ trật, mở mắt, nhắm lại, gõ lại. Được chưa? Nhớ nha, cái này học thuộc nha các bạn. Rồi, tôi bôi nào. Tôi copy paste. Đó. Tôi đổi cái này là thành điểm. Cái này tôi để là button submit. Cô để thành button submit. Đấy, cùng kiểu thì nó không lỗi, khác kiểu lỗi ngay. Rồi xong, bây giờ nè, tôi nhấn submit. Thì nó lấy hai dữ liệu cái này đẩy sang, được chưa? Bây giờ nào, muốn submit thì ta dùng câu lệnh gì, dùng cái hàm gì ạ? Set gì? Set on. On click listener, đúng không? Ta có bt submit chấm set on click. Ta gõ từng này là nó nhắc rồi, đúng không ạ? Đừng gõ hết, enter luôn. Các bạn gõ hết nó dễ bị gõ sai chính tả nhá. Cô không yêu cầu các bạn nhớ 100% chính xác thì nó là cái gì. Các bạn gõ xong nó nhắc cái, các bạn nhấn enter, đúng không? Rồi tiếp tục đến cái gì ạ? New on click. Đó, nó cũng nhắc luôn, enter cái path. Được chưa? Nó sinh code chưa? Sinh code chưa? Rồi, cho mình gõ làm gì? Không gõ. Được chưa? Biết cách làm là được rồi. Ok. Rồi là bây giờ nghe nào. Thứ nhất là tôi lấy họ tên và điểm. Ok. Nhìn nha. Họ tên là kiểu gì ạ? String. Họ tên gắn bằng gì? Nhanh. Pháp. Ơi. Tấn Pháp. ET họ tên. Đúng rồi, chuẩn. Chấm. toString. Đó. Còn nếu như kiểu mà ví dụ điểm, cô muốn là lấy điểm kiểu double thì sao mấy bạn? Double gì ạ? Double điểm gắn bằng gì ạ? ET điểm chấm gì ạ? Get text chấm toString. Đúng hay sai? Bây giờ làm sao? Giờ làm sao hả? Bạn nào chỉ cho cô cách ép kiểu. Nhanh. Ép kiểu với kiểu double như nào hiểu? Click chuột phải vào đâu? Ở đây hả? Ông hay quá. Sao ông bà đào vậy? Sao ông không? Không gõ, chỉ tôi gõ code, chỉ tôi kích vào đây.
Ông này bà đào thời xưa luôn. À đúng rồi, ép kiểu vậy đúng rồi. Mà ông này ông ấy dịch. Nhưng mà nè, hiểu. Cái bóng đen màu đỏ đỏ đấy nguy hiểm lắm nha. À tôi kể các bạn một kỷ niệm bóng đen nha. Cái lối này xong tôi phích xong lối là tôi, đúng là tôi nóng mặt luôn ấy. Biết lối gì không? Tôi chỉ cho cái lối này nè. Tức là trong cái Java 2 á. À đây lối Java 2 nha. À có cái bàn đấy dùng cái Aurelis. À đúng không? Có nhớ Aurelis không? Rồi nhưng mà ổng ngặt cái này nè, nghe nè. Ổng viết chữ L, ổng viết thường. Mà chữ viết thường là đừng sai đúng không? Thế là có cái bóng đèn. Nó nhắc là tạo cái class là Aurelis. Ổng cũng tạo. Hiểu không? Tức là ổng có tự tạo ra một cái class tên là Aurelis thì đương nhiên nó hết lỗi. Hiểu không? Xong rồi kêu ổng viết cái hàm. Cái hàm ví dụ như Aurelis thì có list chấm sai gì đó đúng không? Chấm sai là kích thước đúng không? Làm gì có chấm sai thì lại có bóng đèn. Lại có lời nhắc là tạo cái method. Đúng rồi. Sai. Đúng không? Ông cũng click vào đó và tạo. Đến lúc nó chạy không được. Xong rồi cô mới xuống phích lỗi, cô bảo sao kỳ, ông viết đúng rồi mà ta. Mà không thể nhìn được. Tại vì chỗ này nó không bảo lỗi. Mà tôi không thể nhìn được cái chữ L hoa với L thường nó giống nhau lắm. Tức là nhìn qua nó không có phân biệt được các bạn. Nhìn ông code á. Mà nhìn cả một đống code thì nhìn không phân biệt được. Sao tôi mò đi mò lại tôi không biết cái lỗi gì. Mà có hết đúng hết rồi. Sau rồi một lúc mới mò ra tìm ra là à hóa ra ông ấy tạo ra một class ở Aurelis luôn. Hiểu không? Trời ơi lại lên lỗi bóng đen nhá, hiểu không? Bóng đen không phải khi nào cũng hữu dụng đâu. Nó chỉ đường sai đấy. Hiểu không? Không nhưng mà các bạn đến xem cái chỗ bóng đen nó gửi nhắc các bạn đến làm cách nào. Các bạn cái này là thấy nó có ba cái lời nhắc đúng không? Thì các bạn chọn cái lời nhắc nó hợp lý. Ok chưa? Ôi tôi cười cái kỷ niệm luôn á. Tôi dạy cái Java 2 á. Trời ơi khủng hoảng luôn. Kiếm cái lối này mà kiếm lòi con mắt luôn. Rồi ok tốt. Đấy tôi giỡn thôi chứ bạn hiểu nói vậy đúng rồi ha. Ép kiểu sang double này. Viết cái hàm double xong chấm chấm phạt double. Nếu mà ép sang kiểu in thì là integer chấm phạt in đúng không ạ? Rồi. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá, bây giờ cái phần quan trọng này. Phần này mới là quan trọng này. Thế bây giờ tôi gửi dữ liệu sang cái thứ hai. Đấy, bây giờ tôi gửi cái dữ liệu này sang cái thông tin activity. Ok, bây giờ trước mắt là cô sẽ tạo một cái class là thông tin activity. Activity nha, vào slide 2, click chuột phải. New cái activity chọn empty. Các bạn, cái này là thông tin activity. Được chưa? À, cái này cũng bị lỗi R. Các bạn đừng có trở vào đây. Các bạn nhấn Ctrl cách cái. Thì nó hướng dẫn các bạn import cái package của nó là đủ ha. Ok. Rồi, giao diện nè. Giao diện của thông tin XML này nè. À, thì tôi sẽ tạo như sau. Cô cũng chuyển nó thành linear cho dễ. Nhầm. Linear layout. Cái này cũng là để là gì đấy ạ? Orientation để vertical. Gravity cô để là center vertical cho nó nằm giữa. Đây cô kéo hai cái text view vào để hiển thị dữ liệu ha các bạn. Text view 1, text view 2. À bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Cái này là các bạn để là text view họ tên. Ở dưới là để cái text view điểm. Keep silent please. Cái nhỏ màu đỏ, nhỏ màu xanh, nhỏ màu trắng áo kẻ sọc. Nó nói chuyện khí thế luôn. Tôi gọi mà không biết luôn á. Hả? Cái gì? Bài bài hỏi tôi nè. À, hỏi tôi nè. Đây. Rồi ok, nghe nè. Tiếp nha. Cái này tôi để cái phông chữ nha. Đây, phông size. À, text, xin lỗi, text size. Dạy HTML vì cái này viết nó lộn. Cô để là 30 SP. Rồi.
Để margin à, margin 10 dp, để màu là text color, cô để màu là color primary luôn. Ok, bây giờ nè các bạn nhìn sang bên này nhá, thấy chữ đổi chưa, đổi chưa? Rồi bây giờ cô sẽ chỉ một cách là cái dưới các bạn muốn set cái phông này luôn thì các bạn có một cách là các bạn copy đúng không ạ, các đơn C, các đơn V. Ok đấy, copy là nó ra đúng không? Thì bây giờ tôi chỉ cho các bạn một cách nè, cái này để các bạn làm giao diện cho đẹp nhá, mặc dù là nó nằm ở trong môn giao diện Android nhưng chỉ luôn nè để biết cách làm cho đẹp nhá. Về nhà chịu khó cài view của tôi nhá. Ừ phải cài hả, không biết à, mới có 800 mấy à. Rồi ok, cay nhớ cay nha, tại vì tôi hướng dẫn rất là cụ thể cho nên chịu khó nghe. Bữa trước có một bạn nói cô em mở của cô có 0.75, tốc độ 0.75 em nghe cho nó thấm. Ừ thật, có bạn chat mà tôi nói về luôn á, cái Ngọc lớp mình ấy, Ngọc á, phải ở Trần Minh Ngọc á, hồi nó suốt ngày nó cày. Rồi cái này cô chỉ các bạn cách làm như này nha. Cô làm set s style sheet ở trong cái các bạn học trong Java, trong source script, trong HTML là có style sheet đúng không? Thì ở đây nó cũng có style sheet, thì bây giờ làm thế nào nè nha. Các bạn mở cái res, các bạn mở cái value, mở cái style này. Đấy, chỉ cho cách làm ha. Rồi trong này các bạn để cái thẻ style, đặt tên nè, đặt tên là Hương TT chẳng hạn, đặt cho vui thôi, rảnh rỗi chả có gì làm, được chưa? Rồi đóng lại. Ok bây giờ các bạn gõ cho cô nè, cái này hay lắm nè. Bây giờ tôi copy ba ông này ra, đấy tôi cắt luôn mấy ông này đi ha. Đấy tôi copy sang đây cho nhớ, tôi copy đỡ vào đây. Rồi các bạn thêm nhìn nhá, item nè, nó tương tự cái trên, nó đặt tên là tên, thì các bạn lấy cái khúc đầu này nè, các bạn thêm vào đây. Rồi đóng lại, cái value của ta là để là 30 SP. Rồi tiếp tục là item nè, cái name thì các bạn cũng cắt cái này nè, copy cái này đưa vào nè, margin nè, để vào đây đúng không, đóng lại nè, cái này là 10 DP nè. Rồi cái này màu sắc nè, cũng color nè, cắt vào nè, item nè, đưa vào đây nè, đóng lại nè, cái này tôi cắt luôn cái ông này đưa vào nè. Đấy ok. Rồi cô vừa tạo một cái style, tên style là do các bạn đặt, đặt gì cũng được. Rồi còn bên này ta áp dụng sao, bây giờ tôi áp dụng cái style đấy nha, bây giờ nó đã mất cái style rồi đúng không, bây giờ tôi áp dụng style nè, các bạn gõ cho cô cái style, gõ là style thường tt thế không. Rồi Ctrl C, Ctrl V. Rồi chạy nè. Được chưa? À ví dụ như cô để nó đầm, cô bây giờ cô muốn sửa nhá, các bạn thấy nó hay ở chỗ như này nè. Khi tôi sửa một lần thôi. Nếu cái kia là tôi phải sửa nhiều lần đúng không? Nhiều nơi. Thì bây giờ tôi sửa một lần thôi, nó từ nào áp dụng nha, tôi đổi cái màu đi. Cái màu. Tôi không thích cái màu này nữa. Tôi muốn đổi cái màu khác. Color Android 2.color, ví dụ như là red duck chẳng hạn, red duck là màu đỏ đậm ấy. Đấy, nó sẽ nằm đây, đổi nè. Rồi đổi màu đỏ chưa, nó tự động nó đổi hết, tức là các bạn chỉ cần sửa một lần thôi. Thì cái này là các bạn biết cách để các bạn xây dựng cái set S cho nó hợp lý cho đẹp đúng không ạ. Rồi ok. À bây giờ tôi sẽ nghe nè, tôi sẽ đổ dữ liệu vào đây, được chưa? À bên này tôi sẽ đẩy sang. Rồi các bạn nhìn nhé, bước 1 nè, trong cái trang sinh viên này tôi phải tạo intent, tạo intent cộng với dữ liệu data, được chưa? Chắc chắn phải tạo intent cộng với data. Bây giờ ta tạo intent nhá, vẫn công thức như cũ, intent enter,
Y gán bằng new intent. Rồi đối số thứ nhất là sinh viên, activity tấm đít. Đối số thứ hai là thông tin, activity chấm class. À, học thuộc. Các bạn vào sau nhớ, làm nhiều sẽ nhớ. Không nhớ thì quay lại nhìn cái clip của cô ha. Lại cài view. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp nào. Cái này nè, cái phần này là phần data nè các bạn. Các bạn có hai cách để truyền data. Một cách là truyền trực tiếp, từ trực tiếp, từ intent. Cách thứ hai là qua cái binder. Thì cái này, cái binder nó giống như là một cái giỏ hàng, cái giỏ. Trong này các bạn sẽ nhét dữ liệu vào cái giỏ, xong các bạn bê cái giỏ này ném qua cái activity kia. Hiểu không ạ? Đó, thì các bạn sẽ lấy đồ trong giỏ ra. Hiểu chưa? Ok. Hiểu không? Hiểu không? Bây giờ cô coi như cô tạo cái giỏ nhá. Cái giỏ để đựng dữ liệu nè. Cái binder B, binder gắn bằng new binder. Tạo cái giỏ, bây giờ nhét dữ liệu vào giỏ nè. Binder chấm put. À nếu là string thì put string. À thì nó có hai giá trị là key và value. Key của tôi để là họ tên, value để cô để là HT, là cái dữ liệu cô đã lấy từ trên xuống nè, thấy không? Đó. Nếu là double thì là binder.put double. Thấy chưa? Cũng khi là điểm và value chính là điểm luôn. Rồi. Xong đấy tôi mới add cái binder này vào intent. Thì ta có là intent.put extra. Khi vào cái này cô để là data, value cô để là binder. Thấy chưa? Xong đấy tôi sẽ đẩy intent start activity. Start activity được intent vào. Xong chưa? Đây là ta được cái khúc thứ nhất. Cái này là tôi gửi dữ liệu đi, được chưa? Rồi bên này tôi nhận làm sao các bạn nè? Nhận nha. Trong thông tin này tôi sẽ hứng, đúng không? Tôi nhận nhá. Nhận bằng cách nào? Nhận dữ liệu nè. Đầu tiên ta sẽ tạo một cái binder để nhận. À, tạo cái giỏ hàng, đúng không? Binder. À, bằng getIntent chấm get binder extra, đưa cái data vào. Cái này chính là cái key. Ở bên này tôi set the data. Thì bên này nhận tôi cũng nhận bằng cái key là data. Đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi mới lấy từng cái món đồ trong cái giỏ hàng ra nè các bạn. String họ tên sẽ gán bằng binder. À bên kia mình put thì bên này mình sẽ get lấy ra, đúng không? Get string. Cái key bên kia cô đặt là họ tên. Đây nè, key bên này nè cô đặt là họ tên. Đúng rồi, thì bên này cô lấy là họ tên. Còn anh kia double điểm sẽ gán bằng binder chấm get double. Key của ta cô để là điểm. Ok. Được chưa? Đấy, lấy xong rồi. Các bạn có thể tót ra được rồi. Các bạn gán vào đâu ạ? Gán vào cái dữ liệu này. Bây giờ cô gán nhá. Tương tác với hai anh này thì bên ta phải khai báo hai anh này, đúng không? Đúng không? Tôi khai báo như sau. Ở đây tôi khai báo là tech view. À, tech view họ tên, tech view điểm. Ta tương tự ta cũng là gì đây? Tech view họ tên gắn bằng cái này tôi biết riết từ ngắn quá. File view by id r.id.tech view họ tên. Viết ngắn quá luôn. Tech view điểm gắn bằng file view by id r.id.tech view điểm. Viết ngắn quá, mấy đứa viết đi viết lại cái này, viết mọi viết mà thuộc lòng cái kiểu này đây, nhưng mà phải viết, không viết không được. Rồi bây giờ tôi gán lại nè, gán giá trị nè. Mình lấy cái giá trị lên thì mình là dùng get text, vậy mình gán giá trị mình dùng hàm gì á?
Xét tách, đúng rồi, giỏi. Tách view họ tên chấm xét tách họ tên, xong chưa? Rồi bây giờ tách view điểm chấm xét tách, đưa cái điểm vào, nó lỗi thì sao hả? Cái này Hiếu biết nè, lỗi gì vậy Hiếu? Giờ phải làm sao? Lại bóng đen nữa hả? Bây giờ không bóng đen có nhớ không? Không có bóng đen có nhớ không? Chiều à? Rồi ok. À bóng đen. Đây bóng đen thì nó có mấy lời nhắc. À, đây cat parameter to in nó không được rồi. Bóng đen này không ổn rồi em ơi. Bóng đen này không được. Bây giờ tôi chỉ cho bóng đen mà cat thôi, in không được. Bây giờ tôi sẽ ép kiểu thành kiểu chuối nha. Của chuối ta có string chấm value of. Đấy, nó không có hướng dẫn value of hiểu ạ? Được chưa? Đấy, ép kiểu cái này kiểu double thành kiểu string, kiểu chuối. Ok. Rồi bây giờ chạy lại nha các bạn. Ok, chạy nhanh chưa? Xong rồi nha. Rồi. Dù cái này, à chết rồi, không được, phải làm sao để nó chạy các bạn. Alo, làm sao để tôi chạy cái sinh viên activity này đầu tiên ạ? Thôi nào, ai chỉ cho tôi nào? Anh này, anh tên gì con? Đạt. Vô đâu? Đông phải, mua bằng manifest chứ. Manifest Android manifest rồi gì nữa Đạt? Copy từ phần intent filter, ok. Trong phần sinh viên. À sinh viên. Được chưa? Ok. Rồi chạy lại xem đúng nha, đấy nhớ bài. Ok. Rồi chạy lại nhá. Chạy nhanh chưa? Nhanh chóng mặt luôn mới được. Rồi ok. Ví dụ cái này nè, ví dụ như là Hương Trần thì Hương chẳng hạn. À. Đấy, bạn này cho 9 điểm thôi. Submit cái đẩy sang bên kia. Đúng không? Được chưa? Như là Thái Đạt chẳng hạn. À, giả sử 9,5 chẳng hạn. Đấy, submit cái. Đấy chưa? Đúng không? Okay. Đấy. Được rồi. Bây giờ các bạn làm đi. Các bạn làm đi. Tạo một cái sinh viên, tạo một cái thông tin cho cô. Đấy, cô tạm dừng lại không nó